Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, cuối tuần rồi các bạn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Ok, ai có người yêu thì đi chơi với người yêu, ai pha thì ở nhà chơi game, đọc truyện. Ai có gia đình thì chơi tụ họp với gia đình, ăn nhậu tiệc tùng các kiểu các bạn. Rồi, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục lên tiếp clip về cái con ở Awakened Iron. Và cho các bạn chiêm ngưỡng sức mạnh của con này trong leo tháp hệ rừng. Tiếp tục cái clip hôm bữa là có thể cày được tới 80 tầng tháp hệ rừng hay không các bạn. Thì hôm bữa là mình cày đâu đó hai mấy tầng rồi ha. Bây giờ thì còn 60 tầng nữa. Thì thực sự con này nó sẽ hỗ trợ các bạn cày leo cày, cày tháp rừng được nha. Tuy nhiên nó quay lại cái vấn đề cũ của bạn, đó là vấn đề của những con tướng Agi ngày xưa. Đam cung này thì dư sức giúp các bạn vượt ải nhưng mà nó lại dễ bị hiệu. Đó là chúng ta cần chú ý xếp team, đặc biệt là xếp sau né cho nó những cái con tướng mà mang thiên hướng sức mạnh phép thuật đó bạn. Né những con tướng mà mang thiên hướng sức mạnh phép thuật, tại vì vị tướng này nó sẽ không né được chiêu của những con tướng mang sức mạnh phép thuật. Nó chỉ trị tốt những con tướng mà dạng dạng như là mang cái kiểu là sát thương vật lý các bạn. Thì nó sẽ phản đòn và né đòn tốt hơn đối với những con tướng mà có sức mạnh phép thuật ha. Với việc leo tháp thì mình rút ra được cái chuyện đó các bạn. Và các bạn sẽ ngạc nhiên khi các bạn phát hiện rằng cái lốc xoáy con ở Awakened Iron nó không chỉ là bay chậm chậm như các bạn tưởng tượng đâu, nó là một phát bay một cái déo từ dưới lên trên luôn các bạn nha. Nếu mà khu vực bên trên nó đang có một con NPC đang đứng và khu vực nó tập trung đông quái hơn các bạn, thì lốc xoáy của các bạn nó sẽ bay rất là nhanh. Các bạn nhìn cái tốc độ lốc xoáy nó bay vậy. Rồi, và lượng đam của con ở Awakened Iron các bạn thì thừa sức để vượt ải. Nhưng mà con này mình nhắc lại một lần nữa nha, đó là con tướng Agi và hiện tại dùng đam của nó thì dư sức đỡ vượt ải, nhưng mà nó cần phải kiểu như nó phải bùng nổ được sức mạnh. Một là né ảo, hai là nó phải một là né ảo, hai là nó phải phản đồ ngon thì nó mới vượt được những cái ải kiểu này nha. Tại vì nó gần như là vừa là tăng cơ chính mà vừa là carry chính luôn bạn ha. Nó phải yêu cầu được sống tới cuối cùng nó mới win. Do đó chúng ta là quay lại câu chuyện ngày xưa, thì điều kiện đó qua ải thì chúng ta 100% là có rồi đó, nhưng mà cần các bạn phải try nhiều nhiều hơn một xíu so với bình thường. Các bạn phải thử đi thử lại nhiều lần một xíu so với bình thường, tại vì nó khá là dễ hiểu các bạn, nó khá là dễ hiểu ha. Nhưng mà đôi khi nó ảo lên thì từ đầu đến cuối nó sẽ không thể bị chạm vào và nó còn sống cho tới cuối luôn, còn đôi khi thì nó hiểu nhanh như một cơn gió. Đôi khi các bạn sẽ thấy cái con ở Awakened Iron của chúng ta nó hiểu nhanh như một cơn gió, còn có khi là cuối trận các bạn thấy nó còn chưa có thể chạm vào và nó dẫn tới chúng ta một cái chiến thắng luôn đó. Nói chung là tùy ải các bạn, tùy ải, nhưng mà chúng ta cần phải try nhiều lần. Mình phát hiện ra là dùng con này chúng ta quay trở lại với kiểu là chúng ta cần phải try nhiều lần thì nó win được các bạn. Đây, xếp sang team 2 thì dễ dàng có được cái easy win. Rồi, để mình thử dùng cái con thằn lằn vương miện đá chén bớt cho team mình xem thử lượng đam của con Quackenly ca đủ nha. Không thì bắt buộc phải sử dụng con hai cậu vô cực các bạn. Mình đã có một con hai cậu vô cực level 15 ở đây. Thì mình sẽ cho vào level 16 luôn rồi. Để cho nó gánh đam các bạn, hỗ trợ đam cho con ở Quackenly ca. Ở Quackenly ca thì về đam thuần mà để vượt ải các bạn thì nó sẽ hơi đuối nha. Nhận xét cái con ở Awakened Lyka về đam thuần để vượt ải nó sẽ hơi đuối các bạn, nó sẽ không có đam, nó sẽ không có ngon đam, có không không có ngon cho lắm ha. Sử dụng cái con cậu nữa cho nó hỗ trợ đam. Rồi, để mình lấy cái con Miska ra khỏi cái team kia đi các bạn, lấy Miska vào team này đó, để cho nó trâu bò nhảy nhót thêm tí nữa là câu kéo được thêm một xíu thời gian. Rồi, cho con ở Awakened Iron của mình lên đầu luôn, mang kiếm lên đầu chém luôn các bạn, sợ gì, ngại gì vết bẩn đúng không, chém luôn. Rất mạnh các bạn, rất mạnh nha. Mình tiếp tục lên những cái video về con ở Awakened Iron để cho bạn nào đang thích con này thì có thể vững tin. Về PvE thì nó mạnh thực sự rồi các bạn, thực sự rất là mạnh luôn. Ở đây thì không phải là trên lực kiếm thấp mình leo ai dễ đâu bạn, các bạn có thể thấy là cái con ở Awakened Lyka của mình kẹp vào một con cẩu level 16 cũng khá chật vật để win được một ải. Còn bên kia thì bên này thì những con quái đỏ thì dễ hơn đúng rồi. Đây, thì chỉnh lại các bạn. Bên đây thì con Awakened Iron của chúng ta cảm giác nó nhẹ nhàng hơn. Ít nhất thì các bạn nhìn về lượng đam á, lượng đam và máu của quái sẽ tụt không phanh, cảm giác nó sẽ nhẹ nhàng hơn các bạn. Nhưng mà bù lại là cần phải try đi try lại nhiều lần thì chúng ta mới win được. Nó không phải một lần một xếp một phát ăn ngay. Tùy trường hợp. Đây, nhưng về lượng đam thì miễn chê, mình cho các bạn xem tí lượng đam này.
Và tất nhiên cái team này đâu có con nào có đam đâu, chắc chắn 100% là đam đến từ vị trí của con Awakening Aron rồi, 1 tỷ mấy. Tại vì cái tầng tháp của mình hiện tại đang thấp các bạn nha, tầng tháp hiện tại đang thấp, các bạn thấy là cái nó chưa có nhiều đam cho lắm, tại vì tầng tháp của chúng ta hiện tại đang quá thấp mà. Rồi bé Flora rớt xuống ăn ngay một phát bắn đến từ hai cậu và đi chân cầm chầm đất liền, chạy rất sướng các bạn nè, cứ thả gió ra và đi thong dong tới bên kia chém thôi, nó thả gió chém đi một cái chỗ bên kia xong đi chỗ khác chém tiếp các bạn. Đây cứ vậy mà làm tới nha, rất ngầu, đã vậy chiến thắng rồi còn lấy cái mặt nạ đắp vô mặt nữa chứ ha. Cái kiểu như bị mù nên dùng cái mặt nạ đeo vào để cho nó ngầu hơn các bạn, nó ngầu hơn với lại là đỡ đỡ tránh việc người ta nhìn trực tiếp vào con mắt của mình, tại vì mắt của Awakening Aron hiện tại đã là bị mù nên là kiểu như nó bị mờ mờ các bạn, bị mơ mơ màng màng á, nhìn trực tiếp vào rất là khó chịu ha. Đó thì đeo mặt nạ vào thì người ta sẽ không có nhìn thấy, vừa đẹp vừa là một phụ kiện trang trí, vừa đẹp mà nó đỡ đỡ ngại khi mà tiếp xúc với người khác các bạn. Đây lốc xoáy của anh ta rất ngầu và rất đẹp. Rồi, cứ như vậy mà chúng ta phan tới thôi. Thì có lẽ mai là mình sẽ thử nghiệm trong một vài cái chế độ boss xem thử, mình lôi nó mình vào mình thử đam xem thử các bạn ha. Mình thử đam trong Vương quốc bị nghiền rủa xem thử với một vài con support. À quên, xe và test mình hiện tại nó thiếu tướng nhiều lắm, thì để mình thử đại trong một vài cái chế độ boss. Có thể là thử đam một mình em chẳng hạn, thì để xem thử với một mình con ở quan hệ role thì nó gây đam được như thế nào trong những cái chế độ boss các bạn ha. Vương quốc bị nguyền rủa, kể cả hành lang ác mộng, và thử luôn cả hai con quốc ban hồi để xem thử lượng đam của con Awakening Aron trong mấy chế độ boss nó như thế nào. Thì mai sẽ mình sẽ lên clip thử mấy cái chế độ chơi đó của con Awakening Aron luôn nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm nốt cái clip về tháp hè để cho các bạn chiêm ngưỡng sức mạnh của con tướng này trong PvE. Đam to lắm các bạn, bốc màu một cách siêu nhanh luôn, và tất nhiên lượng đam là 100% đến từ vị trí của con ở Awakening Aron, bốc màu một cách siêu nhanh luôn, nó tụ gió một cái. Con này được cái là trang bị độc quyền cấp 20, nó đã có khả năng tụ gió giống như là một con, có khả năng tụ gió giống như là một con Skias, là tụ gió và gom quái lại rất mạnh. Mới có kỹ năng trang bị độc quyền cấp 20 thôi mà đã rất mạnh rồi các bạn, mở khóa cái mốc sức mạnh nó rất là dễ ha. Đây nó chém một phát luôn rồi đi, cái lốc xoáy nó xoay tới chỗ con Cecia nữa là đi luôn các bạn, gây thêm sát thương long ngôn nữa chứ, dã man thiệt. Sát thương thường chưa đủ đam ở qua kinh là Aeroid của chúng ta, còn tặng thêm một ít sát thương long ngôn đối phương thì chịu làm sao thấu được các bạn ha. Rồi muốn đánh tiếp ải tiếp theo là mình phải vượt qua được cái kiếp nạn này, cái ải đỏ này qua kinh thì ca mình đánh còn không lại nữa này. Tất nhiên cái team này nó không tối ưu các bạn, nhưng mà bên team mình nó cũng đang hơi yếu ha, điều chỉnh lại một xíu chúng ta qua. Ồ, 5 vé ngắm sao rồi đây. Rồi, tiếp tục các bạn. Chúng ta gặp phải con keo thớt, con tôn rồi ha. Đẩy một phát là đi, chém thêm một cái lốc xoáy đi về hướng đó. Keo thớt nó đang nhảy vào, nó chém mấy con ở bộ kinh Aeron mình ha. Hên là đi vào focus chỗ khác, chứ nhắm vào con Aeron nó chém thì sợ là né không được. Mạnh không các bạn? Các bạn thấy Awakening Aron mạnh không? Xứng đáng để chúng ta đầu tư không? Theo mình thấy là con này rất xứng đáng để đầu tư nha. Và thậm chí nếu mà con này nó vào thêm meta TS, TS mà dạng như là nắm trùm meta rồi thêm cấp độ kho báu nắm trùm meta, thêm cái là vào thêm ác mộng hành lang nữa, là con này xứng đáng được lên đầu tiên của game luôn á. Nhưng mà để xem các bạn, để xem ngưỡng sức mạnh, để phát huy sức mạnh của con tướng này. Tại vì đây là một con tướng Agi, cái ngưỡng để phát huy sức mạnh của con này mình thấy tối thiểu phải là bậc đỏ, lên được trang bị độc quyền cấp 20 bắt đầu nó mới ngon. Ông tướng này thì tối thiểu phải bật đỏ, chúng ta phải lắp cho nó được trang bị độc quyền cấp 20 để kích hoạt cái việc là tung hai cơn lốc đầu trận và gom quái lại thì bắt đầu nó mới ngon được bạn. Không kích hoạt được cái kỹ năng đó thì con ở cái này luôn của chúng ta rất tù, thì mình đánh giá là vậy ha. Ít nhất nó phải có cái kỹ năng đó thì bắt đầu nó mới mạnh và ngon. Đây 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 đây, Flora xuống thì thua. Flora là con tướng gây sát thương phép thuật, nên ở cái này luôn của chúng ta không né được đòn tấn công của con Flora. Đá gì ở trên đầu như thế thì chịu sao nổi, đúng không các bạn? Gây sát thương long ngôn đã bạn nghe, nổ sát thương long ngôn đã vậy còn nổ đam chí mạng,
cái lốc xoáy nếu mà nó còn tồn tại lúc mà cột Flora này rớt xuống thì ngon. Làm sao làm cái lốc xoáy nó còn tồn tại lúc cái cột Flora rớt xuống thì ngon các bạn. Ở cái chiêu nộ này nếu mà nó đầy nộ nó tạo thêm một cái lốc nộ nữa đó. Hên quá, còn sống luôn kìa. Còn sống luôn thì con Flora sẽ không có đường bay với cái con Overkill Iron của mình. Rồi, thì mình lên một cái clip ngắn vậy thôi để các bạn tiếp tục chiêm ngưỡng sức mạnh của con Overkill Iron. Đã không các bạn, con tướng thì ngon ha, các bạn thì rất mạnh. Để xem thử sau khi mà chúng ta có vị thế của con tướng này trong TS cũng như là trong các chế độ boss thì mình sẽ lên clip là quyết định lên con tướng này trước hay không. Tuy nhiên là có một điều khá là bình con tướng này để lên trước các bạn thì nó cần những người sức mạnh phải trang bị độc quyền cấp 20, 30 bắt đầu nó mới ngon nha, theo cảm nhận của mình. Ít nhất phải có chiêu bắn hai cái luồng lốc gom quái lại thì bắt đầu nó mới ngon được các bạn. Tầm cỡ đó, tầm cỡ đó. Rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Và nếu các bạn thấy đừng like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới cũng như để ủng hộ kênh. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye.